Hôm nay là một cảnh quay đại cảnh khi mà có bốn chiếc xe đuổi được nhau ở ngay đèo rất nguy hiểm. Và Kỳ cũng lâu lắm rồi, 12 năm chưa cầm tay lái nên giờ cũng hơi chút xíu căng thẳng. Rồi, mới chạy. Đúng rồi. Còn Trinh Thắng. Trinh Thắng chị đây nè. Rồi. Nói chung là chị để họ. Rồi, còn Gạp. Two hours late. Nani? Cái đỏ đó là giảm thắng tay. Ok. Đẩy mạnh. Đây, ta đem đẩy mạnh. Ta-da.